Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất huyhùng.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cặp đôi hai căn nhà có diện tích ngang 4m, dài 14m, nằm ngay trục đường Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi hai căn nhà này có diện tích ngang 4m, dài 14m, đung cố trệt hai lầu, sân thượng trước sau. Nhà có phòng khách, phòng bếp, sân đậu xe máy, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Hướng của nó là hướng đông nam, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Đây là khu vực mặt tiền, mặt ngoài có cặp đôi hai căn nhà này nha quý hàng. Chúng ta để ý này, thiết kế theo cách hiện đại năm 2017, rất đẹp và rất thoáng luôn. Khu này là khu nhà lầu đồng bộ, hẻm trước nhà là con hẻm phụt 5m nha quý hàng. Ở bên này chúng ta có hai căn nhà ngang 10, sâu 6,5m. Và giá của nó là 4,2 tỷ nha quý hàng, rất đẹp luôn. Và đây là con hẻm trước nhà này, khu này là khu nhà lầu, khu phân lô nhà lầu đồng bộ, hẻm trước nhà là con hẻm 4,5m, rất là thuận tiện gia đình mình luôn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái hàng căn nhà này nè. Đây nha, căn nhà này nha quý hàng. Thì mình sẽ kéo lên mặt tiền, khu vực mặt tiền một lần nữa này. Đây là khu vực mặt tiền căn nhà này nha quý hàng. Một căn nhà thiết kế và bố trí rất đẹp, thiết kế theo cách hiện đại năm 2017. Rồi mình di chuyển vào phía trong này. Phía trước này thì mình sẽ có một lớp cổng, lớp cổng sắt làm chắc chắn và kiên cố luôn. Bên trong thì mình sẽ có một lớp cửa nhựa lõi thép Euro window. Ở đây mình sẽ có lớp cửa nhựa nha. Rồi mình bên trong này mình sẽ có một khoảng sân này. Khoảng sân này nó khoảng 2m, mình đậu xe gắn máy này. Phía bên trong khu vực phòng khách này thì sàn là sàn gạch bóng kính giả đá 80 này. Hai bên trang trí gạch lên tường giả gỗ lên cao khoảng chừng 1m, tạo điểm nhấn cho căn phòng của mình. Và đây khu vực phòng khách chúng ta ý này, hệ thống trần thạch cao với những cái đèn chùm chiếu sáng và những cái màu sắc rất là đẹp, tạo những cái điểm nhấn cho căn nhà của mình. Căn nhà thiết kế rất đẹp luôn, ngang 4, dài 14m, nằm ngay trục đường Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sát bên là đường Quang Trung, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Và căn nhà này có giá bán rất là mềm mại, chỉ có 4 tỷ 180 triệu đồng thôi, còn thương lượng cho quý hàng thiện chí. Và cặp đôi hai căn nhà này đang được rao bán trên kênh nhà đất huyhùng.com nha quý hàng. Thì hôm nay nhà đất huyhùng sẽ gửi đến quý hàng cặp đôi hai căn nhà này, một căn hai căn nhà giá mềm, hẻm xe hơi và thuận tiện gia đình mình đang có xe hơi thì nên chọn lựa căn nhà này. Một căn nhà hẻm trước nhà, con hẻm 4,5m, xe hơi vào tới nhà, khu nhà lầu đồng bộ, khu phân lô của phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây khu vực cầu thang chúng ta để ý này, tay vịn căm xe, kính cường lực 10 ly, thiết kế theo cách hiện đại năm 2017. Rồi mình di chuyển vào khu vực phòng bếp nha. Khu vực phòng bếp căn nhà này này, chúng ta để ý này, sàn gạch bóng kính giả gỗ 80. Ở phía bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh. Ở đây thì chúng ta có thể để tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau nha quý hàng. Khu vực tủ kệ bếp này thì được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe, thiết kế rất hiện đại. Mặt đá của bếp, mặt đá bếp là mặt đá hoa cương màu đen. Và phía trên khu vực bếp chúng ta để ý ở đây có những cái trần thạch cao và những cái đèn chiếu sáng phù hợp cho không gian bếp của căn nhà mình. Khu vực bếp này thì bên đây thì được ốp gạch lên cao khoảng chừng 2m rồi, tạo cho không gian bếp luôn luôn sạch sẽ và thoáng. Ở phía sau khu vực căn nhà này thì chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời. Ở đây chúng ta ở cái khu vực giếng trời này, ở đây thì chúng ta làm bồn rửa nha. Có lavabo có lavabo ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời này, lấy sáng và lấy gió cho căn nhà của mình. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh ngay dưới trệt sử dụng chung gia đình mình. Rồi mình sẽ quay ngược ra phía trước khu vực phòng khách căn nhà này cho quý hàng nhìn lại một lần nữa này. Một căn nhà có diện tích ngang 4m, dài 14m, sổ hồng công nhận đủ 5-6m2 nhau quý hàng. Khu này là khu phân lô nên không bị lộ giới. Đường trước nhà là con đường 4,5m, rất là đồng bộ và rất là thiết kế, rất là hiện đại luôn. Mình xin mời quý hàng bước lên khu vực lầu 1 để xem sơ qua phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 căn nhà này. Thì căn nhà này có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng của nó là hướng đông nam, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Căn nhà này thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ 20 căn. Thì có hai căn này là giá mềm thôi. Thì hôm nay nhà đất Huy Hùng sẽ gửi đến quý hàng cặp đôi hai căn nhà này. Ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ số 1 này. Ở đây là phòng ngủ số 1 nha quý hàng. Ống máy lạnh đã được gắn sẵn, ở phía sau chúng ta có cửa sổ thông ra giếng trời. Và ở đây chúng ta sẽ có vệ sinh nằm trong phòng của mình luôn. Và phòng vệ sinh này sử dụng thương hiệu nội thất là Cesa, có vòi tắm hoa sen. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ căm xe nha quý khách hàng.
Mình sẽ đi qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ chính của căn nhà này. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 nha quý khách hàng. Phòng ngủ số 2 này thì rất rộng. Và ống máy lạnh đã được gắn sẵn rồi. Phía trước thì chúng ta có cửa sổ ra ban công và cửa chính ra ban công luôn. Rất là thuận tiện gia đình mình. Ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng vệ sinh trong phòng. Cái phòng vệ sinh của khu vực phòng ngủ đằng trước này thì chúng ta sẽ có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Và cửa phòng ngủ là cửa nhựa lõi thép Euro Window. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu 2 để xem sơ qua phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4 của căn nhà này. Và mình xin nhắc lại, căn nhà này nằm trên trục đường Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm trước nhà là một con hẻm 4,5m, hướng là hướng Đông Nam. Nhà có 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và giá bán đang rất là mềm mại thôi, chỉ có 4 tỷ 180 triệu đồng thôi. Quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một căn nhà 4 x 14m, đun cố trệt 2 lầu, sân thượng trước sau. Và giá bán, và nhà có 4 phòng ngủ, phù hợp với gia đình mình. Có thể đậu xe hơi trong nhà luôn nha quý hàng. Căn nhà hẻm trước nhà con hẻm cụt, tiện ở. Chúng ta có thể mua đầu tư của trên chính căn nhà này luôn. Một căn nhà giá rất là mềm mại. Phòng ngủ số 4 cũng có phòng vệ sinh phía trong nha quý hàng. Và mình di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà này. Quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới màn hình, hoặc là truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadatvuhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp của khu vực Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình. Ngoài ra thì quý hàng xem video bên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, bán nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của trang web Nhà Đất Vi Hùng thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những sản phẩm mới nhất đang được rao bán ở khu vực Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình nha quý hàng. Ở đây chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía sau này, đã được che chắn rất là kỹ rồi. Và chúng ta sẽ đi qua khu vực sân thượng phía trước. Đây nha, khu vực sân thượng phía trước. Phía trước này chúng ta có khu vực phòng thờ và sân thượng phía trước. Hai bên là nhà lầu đồng bộ nha quý hàng. Rất đẹp luôn và giá rất là mềm. Mình nhắc lại giá bán là 4 tỷ 180 triệu đồng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.